Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn trở lại với channel Trẻ Em Game. Với bản cập nhật bổ sung cho phiên bản 9.2.0 này, giúp Liên Quân cân bằng lại cán cân sức mạnh bởi một số vị tướng quá mạnh cần phải được chỉnh sửa. Ở clip trước, Eklan và các vị tướng được tăng sức mạnh rồi. Anh em nào chưa xem có thể click link ở góc bên phải màn hình nhé, hoặc là ở phần mô tả. Clip này Ed muốn đưa tới cho anh em các vị tướng bị giảm sức mạnh cùng với sự hiệu chỉnh các trang bị mới, giúp anh em sử dụng phù hợp và đánh giá chuẩn hơn về lần cập nhật bổ sung này. Bên Đài thì người ta cập nhật vào 11 tháng 9 rồi, còn bên Việt thì chậm hơn đôi tuần nhé. Thứ nhất, Irie. Mặc dù không phải là vị tướng hot, nhưng Irie luôn đáng chơi ở mọi phiên bản. Chúng ta thường quá quen thuộc với một Irie đấu sĩ kiêm sát thủ. Nhưng chính thức với bản cập nhật này, Irie chuyển hẳn sang sát thủ. Tức là các trang bị lên cho Irie sau này thiên hướng theo lối sát thương nhiều hơn. Đó là một điểm nhận biết rất đơn giản Irie ở phiên bản trước và phiên bản sau cập nhật. Với việc định hình lại vai trò sát thủ chủ đạo, Irie được tăng sát thương cơ bản từ 159 lên 168. Và đương nhiên, sát thủ thì phải bớt trâu lại. Vậy nên, giáp cơ bản bị giảm từ 175 xuống còn 96. Và với lối trang bị sát thương được chú trọng, một Irie có giáp ảo từ chiêu long kiếm, choáng từ chiêu 1. Vậy thì chút cuối mà choáng tận 1,25 giây thì các vị tướng xạ thủ sống sao nổi. Vậy nên chính thức, Irie bị giảm thời gian choáng từ chiêu long kiếm xuống chỉ còn 1 giây. Với 1 giây này, hoàn toàn phù hợp với một vị tướng sát thủ. Sau này anh em chắc chắn chỉ quen với một Irie sát thủ thuần sát thương là nhiều, nhưng một hai món đồ thủ là rất cần thiết. Irie khống chế mạnh, cơ động tốt, bắt chủ lực mạnh, đặc biệt là các vị tướng xạ thủ. Nhớ tận dụng và luyện tập nhiều Irie nhé. Ai muốn trải nghiệm một Irie sát thủ mới thì ở bản thử nghiệm, hay là dành cho anh em hệ điều hành iOS thì nhớ tải bản Liên Quân Đài Loan nhé. Bởi bên đó 11 tháng 9 vừa cập nhật xong rồi. Thứ hai, Selim luôn là vị tướng xạ thủ được chào đón ở vị trí đi rừng. Mặc dù gặp rất nhiều đối thủ cứng cựa, nhưng Selim luôn khẳng định vị thế của bản thân với khả năng mở giao tranh tuyệt vời qua pha lao cực khí. Chính nhờ sức mạnh tăng trưởng theo từng phiên bản khiến cho Selim trở thành một tâm điểm của các trận đấu. Đặc biệt càng lết game, Selim càng khỏe và có thể bán tất cả. Ở bản cập nhật bổ sung, Selim chính thức bị giảm sức mạnh, nhưng theo S, giảm thì ít nhưng hiệu chỉnh thì nhiều hơn. Cụ thể vị tướng này bị giảm máu cơ bản từ 3389 xuống chỉ còn 3292. Ngoài ra, máu tăng trưởng theo cấp độ bị giảm xuống từ 207,9 xuống còn 189. Với sự hiệu chỉnh thuộc tính này khiến cho Selim có lượng máu thấp hơn ban đầu dù tăng cấp độ, nhưng có phần bị thua thiệt so với các vị tướng xạ thủ khác. Nhưng quan trọng hơn cả, chiêu thức lao cơ khí, một khả năng mở và bắt đối thủ chữ danh được hiệu chỉnh. Cụ thể khi lao cơ khí bắn trúng tướng địch thì Selim lập tức được tăng 60% tốc chạy, dù là phóng xa hay là gần. Điều này khiến cho Selim quá bá đạo, vậy nên lập tức đưa hiệu chỉnh gần thì 30% mà thôi, còn xa nhất là 80%, dao động theo tầm lao cơ khí mà Selim phóng ra. Ngoài ra, khi bạn phải đối mặt với đối thủ và sử dụng lao cơ khí thì chỉ có thể làm choáng 0,5 giây mà thôi, thay vì 0,7 giây như trước kia. Điều này khiến cho việc giáp lá cà bắt con mồi của Selim có ảnh hưởng rất nhiều. Với việc cân bằng lại sức mạnh này, Selim hoàn toàn còn đáng để chơi, chứ chúng ta không phải ngại hắn ta yếu quá. Ed thử chơi rất nhiều trận Selim khi cập nhật xong bên Đài rồi. Nói chung là phóng lao càng xa thì càng choáng lâu đúng không nào, và hiệu quả lại càng tăng cao. Nhưng mà nếu mà càng gần thì hiệu quả lại càng giảm sút. Dù vậy, đều không thể ảnh hưởng lớn đến khả năng của Selim, chỉ là thiếu cơ động chút mà thôi. Nếu bạn chơi cận chiến, chơi và pick ngay Selim thôi. Thứ ba, Van Hên đang là con bài bị auto cấm rất nhiều ở các bậc rank cả đấu giải. Điều này khiến cho vai trò của Van Hên bị đảo lộn từ một vị tướng đủ mạnh giúp người chơi đeo rank tốt hơn mà không phải tiêu tốn nhiều vàng. Giờ đây, Van lại trở thành một vị tướng cấm, thế thì mất đi giá trị ban đầu mà nhà phát hành đưa ra. Vậy nên Van Hên chính thức bị giảm sức mạnh để giảm đi phần nào lượng cấm vào vị tướng này, giúp anh em có một vị tướng slow đường mạnh. Cụ thể, Van bị giảm tốc độ đánh cơ bản khi tăng theo cấp từ 4% xuống còn 3% mà thôi. Vậy là khi đạt cấp độ 15, Van Hên chỉ có 45% mà thôi, giảm hơn trước khá khá, khiến cho vị tướng này cần lượng trang bị, đặc biệt là gươm sắp xếp sớm hơn. Đó là thay đổi về thuộc tính tướng. Còn về chiêu thức thì nội tại ám khí của Van Hên bị thay đổi cơ chế khống chế từ bài vàng, cụ thể là ám khí vàng chỉ còn làm choáng mục tiêu là 0,75 giây thay vì 1 giây như trước kia, giảm bớt phần nào khả năng khống chế đáng gờm của Van Hên trong pha hit and run. Đương nhiên là không thể bỏ qua sức sát thương từ Van Hên tạo ra từ các nội tại rồi. Van Hên bị giảm sát thương trên các ám khí đỏ, vàng và xanh. Cụ thể là giảm sát thương chỉ còn 80 sát thương cộng thêm 1 cấp cộng 10 sát thương thay vì 100 như trước. Bị giảm khá nhiều khiến cho đầu game của Van Hên bớt bá đi hơn trước. Nhưng sau khi test vài trận ở bản bổ sung mới này, Ed nhận thấy rằng Van Hên không quá bị ảnh hưởng. Chỉ cần bạn có một bảng ngọc cấp 3 tốt thì không vấn đề gì phải e ngại nhé. Đây còn là vị tướng nên chơi, điều chúng ta cần e ngại và hy vọng chỉ là hy vọng Van Hên ít bị cấm đi.
để chúng ta có thể xem nhiều hơn các màn thể hiện và gánh nội của vị tướng này ở cả giải chuyên nghiệp và kể cả các trận đấu ranh. Còn anh em nào muốn trải nghiệm sớm thì như trên thôi, ở máy chủ thí nghiệm dành cho anh em Android, còn iOS thì tải bản Đài Loan nhé. Thứ tư, thay đổi về Rossi, chính thức bị sang Thái Lan, chuyển đổi chất tướng từ đấu sĩ sang đỡ đòn tanker. Nhiều người sẽ coi việc thay đổi này chẳng ảnh hưởng gì, nhưng chính sự thay đổi chất tướng này gần thì không ảnh hưởng, nhưng về tương lai thì ảnh hưởng lại rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến tương lai tăng tiến sức mạnh của Rossi. Và đôi lúc nhiều người chơi nhìn đây là một vị tướng tanker đỡ đòn đơn thuần thì rất ít lựa chọn, và có thể sau này nhà phát hành nếu tăng sức mạnh thì chỉ tăng theo hướng Rossi của một tanker mà thôi. Sự thật thì Rossi đúng là một tướng phụ thuộc khá nhiều đồng đội, nên không lạ khi cô nàng được đặt đúng vị trí của chính mình. Thứ năm, trang bị thay đổi mới. Sự thay đổi sức mạnh của trang bị luôn gián tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của các vị tướng. Đầu tiên là nhấn phong thần, với tác dụng lớn nhất lập tức làm lộ diện tướng địch ở gần nhất trong 4 giây, 30 giây hồi chiêu. Một trang bị tuyệt vời để kiểm soát tầm nhìn dành cho vị tướng trợ thủ thiếu cơ động, nhưng buộc phải check tầm nhìn như Annette, Alice, Vena và những tướng khác để chắc chắn rằng đó phải nơi an toàn hay không. Với việc tăng tầm kiểm soát tầm nhìn lên 12m, chắc chắn giúp trang bị này có tính ứng dụng thực tế cao hơn, giúp nhiều người sử dụng hơn. Thứ hai là giáp tay hải thần, giải phóng một tướng đồng minh gần cận khỏi các trạng thái khống chế hiện tại. Trang bị này lúc đầu chỉ cần đọc qua là ta cảm thấy rất đáng gờm rồi, và đáng chú ý bởi khả năng hóa giải khống chế cho mục tiêu thấp máu. Đó là điều mà ít vị tướng nào có được. Chẳng khác đây là phiên bản thu nhỏ của phép bổ trợ thanh tẩy, với việc tăng phạm vi ảnh hưởng để trợ thủ kịp thời giúp các đồng đội hơn. Và đương nhiên, cả hiệu ứng tăng theo kèm tăng tốc độ chạy hoặc là thời gian duy trì hiệu ứng rất quan trọng, khiến cho trang bị này như một phiên bản thu nhỏ của chiêu cuối Chao Na. Đương nhiên khi được nâng cấp và cải tiến, hy vọng hai trang bị này có thể sánh ngang với độ hot của trang bị lệnh bài thần phong, một trong các trang bị trợ thủ bảo kê tránh sốc cơ thương vô cùng đáng gờm. Trên đề top 5 vị tướng bị giảm sức mạnh và trang bị được chỉnh sửa lại, update lần 2 sẽ vừa chính thức. Anh em nếu có đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video này. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Vậy là mình tổng kết qua cho anh em tất cả vị tướng được tăng sức mạnh và các vị tướng bị giảm sức mạnh cùng các trang bị và sửa đổi cần thiết rồi. Và đương nhiên rồi, mình ngày hôm nay là chính là 11 tháng 9 thì vừa cập nhật xong phiên bản tầm 690p anh em ạ. Không quá nặng đâu, nó chỉ là cập nhật thêm một chút thôi, anh em đừng có hoang mang gì cả. Chỉ là cập nhật bổ sung, giảm và tăng ở một số vị tướng để mà cho cân bằng hơn. Nhìn chung thì về các vị tướng tăng sức mạnh mình không phải nói nhiều rồi đúng không nào. Về các vị tướng giảm sức mạnh thì mình đều test qua, đặc biệt là vị tướng Van Hên. Đúng là đầu game khi bị giảm 1% tốc độ đánh, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà Van Hên có vẻ hơi lì một chút anh em ạ, tức là chậm chạp một chút. Còn về lượng sát thương gây ra thì bị giảm đôi phần, tại vì chúng ta bị giảm anh em, chúng ta bị giảm từ 100 sát thương ở các phi tiêu từ nội tại xuống chỉ còn 80, và cấp độ thì bị giảm đôi chút xuống chỉ còn 12 một cấp đúng không nào. Thì khiến cho Van Hên chúng ta một cái đầu game nó hơi yếu hơn một chút. Nếu mà anh em cần thiết ấy, thì nên lên các trang bị đặc biệt như là gươm sunset thật là sớm để cho Van Hên hồi phục lại sức mạnh ha. Nhưng mà về vấn đề là Van Hên còn đến chơi không thì mình chắc chắn là anh em chắc là Van Hên còn đến chơi. Còn về vị tướng Airy, đúng vậy, ở trong phiên bản này thì mình có test qua. Ở trong hôm nay thì mình có đánh vài trận đấu với Airy thì mình cảm thấy đầu tiên là chính là Airy bị giảm một chút khống chế, nhưng mà vấn đề đó thực sự không quá quan trọng đâu. Mặc dù là bị giảm chút giáp này, được tăng thêm sát thương, và lối trang bị mới của Airy đó chính là rất là nhiều sát thương anh em ạ. Gần như là một áo choàng lửa xong thì chúng ta nên cung cấp cho Airy các trang bị gây sát thương anh em ạ. Chúng ta hạn chế các trang bị mà không giúp sát thương đi, nhưng mà đương nhiên là không thể thiếu được, ít nhất là trong team trong cái slot đồ của anh em ấy, nhất phải có hai trang bị thủ trở lên ha, một là phép, hai là về thiết giáp để giúp cho Airy tối ưu hơn cái khoản đó chính là băng trụ và bắt chủ lực mạnh hơn. Nói chung là từ khi Airy chuyển sang về phần thiên đứng sát thủ ấy thì cô nàng này chắc chắn sẽ được anh em ưa thích và sử dụng nhiều hơn, và sau này tăng tiến sức mạnh sẽ tăng tiến theo hướng sát thủ và sốc cả thương. Còn về vị tướng Slim thì mình có chắc chắn anh em đó chính là nếu mà các bạn bắn tấn công ở xa ấy, Slim sẽ được có rất là nhiều ưu điểm, mặc dù là bị giảm nhiều máu lắm ấy, nhưng mà không sao, chỉ cần một bảng ngọc chỉ mạng ngon là Slim để hoàn thành ok, mặc dù là giá tất cả hơi yếu một chút. Đó là review qua về vị tướng giảm sức mạnh, hy vọng anh em nhớ vào bản Đài Loan để bạn thử mình nhé. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký, và đương nhiên rồi chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và
chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.